bùng nổ của doanh nghiệp Việt, Việt Nam sớm thử nghiệm thành công mạng di động 5G là bước tiến quan trọng đảm bảo hạ tầng tương lai cho một xã hội số. Tuy nhiên, chặng đường chuyển dịch thành công sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược chuyển đổi số của chính phủ và sự tham gia của các doanh nghiệp. Khác với 2G, 3G hay 4G, 5G không chỉ là thế hệ mạng di động thứ năm hoặc hệ thống không dây thứ năm. Cuộc thử nghiệm kỹ thuật cuộc gọi 5G đầu tiên của Viettel tại Việt Nam được xem là chìa khóa để nhà cung cấp dịch vụ này bước đầu mở cánh cửa kết nối đi vào thế giới công nghệ 4.0 cơ hội mở ra với các giải pháp vạn vật kết nối internet khi toàn bộ thiết bị gia dụng hệ thống an ninh thiết bị theo dõi sức khỏe khóa cửa xe hơi và thiết bị đeo đều được kết nối với nhau và trở thành các thuê bao tất cả vẫn chỉ là phần nền tảng để giá trị công nghệ thực sự phục vụ người dân và trở thành động lực việt nam phát triển bùng nổ việc phổ cập hóa phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược số hóa dịch vụ của xã hội xuyên suốt từ chính phủ đến các doanh nghiệp để tạo thành một hệ sinh thái hiện đại mục tiêu được đưa ra khá rõ các nhà cung cấp như Viettel không chỉ cung cấp kết nối data mà còn cung cấp được các dịch vụ, sản phẩm số trên nền tảng 5G. Theo lãnh đạo Viettel, 5G đang được đơn vị xác định là xương sống trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Với mục tiêu Việt Nam không thể bị động ngồi chờ 5G được triển khai thành công trên thế giới thì mới bắt tay vào việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ số. Với việc nhận sứ mệnh tiên phong, Viettel tiến hành song song vừa nghiên cứu phát triển 5G vừa sáng tạo ra sản phẩm, dịch vụ với nhận định nếu không đi trước Việt Nam sẽ lại đi sau thế giới một nhịp là 5 đến 10 năm. Cũng theo đại diện Viettel, 2G, 3G và 4G đến nay các nhà cung cấp dịch vụ đã được chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm, nhưng 5G thì không. 5G hoàn toàn mới với thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Vì vậy để triển khai tầm nhìn kiến tạo số trong cuộc cách mạng 4.0 cần phải có môi trường 5G để thử nghiệm các sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên theo lãnh đạo Viettel, giấc mơ về xã hội số Việt Nam trong tương lai sẽ chỉ hiện thực hóa nếu có được một môi trường pháp lý đầy đủ và khả thi. Song hành với sự chuẩn bị về hạ tầng công nghệ, dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư triển khai 5G, lãnh đạo Viettel chia sẻ, người dân và xã hội sẵn sàng và nhanh chóng thích nghi, tận dụng các ứng dụng số